Rồi, xin kính thưa quý vị nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề là chia sẻ quý vị các bạn. Mình sẽ chia sẻ quý vị các bạn về cái nguyên lý hoạt động của cái máy lạnh hai cục này. Thì đúng ra là mình phải chuẩn bị cho các bạn là một cái máy lạnh một cục nữa. Nhưng mà thực sự do thời điểm này để kiếm một cái máy lạnh một cục thực sự rất là khó. Bởi vì nó cũ quá rồi, người ta đem bán dây chai này kia nọ các kiểu rồi. Nó không còn để mà mình làm cái mô hình để cho các bạn có được cái lượng kích thích nó mở rộng hơn. Thế thì ngày hôm nay mình mạn phép được làm cái trình bày với quý vị các bạn về cái nguyên lý hoạt động của cái máy lạnh hai cục này ha. Thì ở đây đại khái sơ nét mình đi vào vấn đề này. Ở đây là cục nóng, đại khái người ta gọi là cục nóng, còn bên phía này là cục lạnh. Thì hai cái bộ phận cục nóng và cục lạnh này được kết nối với nhau bởi một cái ống ga ha. Và cái ống ga này nó chia làm hai ống, ống nhỏ và ống lớn. Ống nhỏ là đầu đẩy, mình gọi là ống đẩy, còn cái ống lớn dưới đây thì mình gọi là ống hút. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái lốc này vậy mình chia làm hai phần, phần điện và phần lạnh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi trước tiên mình sẽ đi vào cái phần lạnh trước, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ quý vị các bạn về cái nguyên lý hoạt động dựa trên cái vấn đề mạch điện của nó. Thì về cái phần lạnh là gì? Phần lạnh gồm một cái lốc này ha. Thì cái nhiệm vụ của cái máy nén này gọi là cái lốc nè, nó sẽ hút ra cái lượng ga trong cái cục nóng này, đẩy đi thông qua cái đường ống nhỏ này gọi là đường ống đẩy, và sau đó nó đi qua cái dàn lạnh kia, nó trao đổi nhiệt trên đó và nó hút đi về bởi cái đầu dễ đây, và sau đó nó sẽ đi vô cái này gọi là bầu cái này gọi là cái phin, cái bầu lọc để về đây để chống cái tình trạng mà va đập thủy lực ha. Ở đây là quý vị các bạn, đây là bầu lọc của cái lốc. Thì đại khái chúng ta nắm sơ nó là như vậy thôi, nhưng mà đi vào cái quá trình chi tiết thì mình sẽ chia sẻ như thế này. Thì máy lạnh ha, hệ thống mà làm lạnh của máy điều hòa là một hệ thống làm lạnh kín. Nó được cái máy nén này khi mà nhà sản xuất nó sản xuất ra, các bạn biết không, nó cung cấp một cái lượng ga cố định ở trong một cái cục nóng như thế này, để khi chúng ta lắp đặt thì chúng ta sẽ tiến hành đuổi gió hoặc là chúng ta sẽ hút chân không để đảm bảo rằng cái đường ống này sẽ không còn không khí để tránh cái tình trạng bị nghẹt. Thì khi mà chúng ta lấy cái remote, chúng ta điều khiển cái đằng kia, bấm một cái bit ngay con mắt nó nhận tín hiệu nha quý vị các bạn. Thì trước tiên thằng này nè, ví dụ mình bấm remote cho con mắt nằm đây, hai mắt nằm đây nè đó, mình bấm một cái bịch rồi cái nó sẽ nhận tín hiệu vô, và cái này nó hoạt động, cái cửa sổ được mở lên nha quý vị ha. Bắt đầu là 3 phút sau cái thằng này nó sẽ có điện ở đây, đi về điện ở đây, nó cấp đây, nó sẽ cung cấp ở chỗ này ha, bắt đầu nó sẽ hoạt động, cái lốc máy nén nó sẽ hoạt động. Thì cái máy nén lúc này nó sẽ hút cái lượng ga từ ở trong cái hệ thống có sẵn ở trong cái dàn nóng này, nó đẩy lên. Thì trong cái lốc máy nén các bạn biết không, nó có cái lưỡi gà, nó đánh lên đánh xuống như vậy để nhằm mục đích là tạo cái áp suất đánh, làm cho cái ga nó tăng cái áp suất và cái nhiệt độ lên đây cái chỗ này ha. Ga và áp suất nó tăng được độ, nó đi theo đầu đẩy như thế này. Khi mình đánh như thế này làm cho cái lượng ga trong cái máy bắt đầu nó tăng lên ha, nó đi theo cái đường ống này và đi qua cái đường ống chỗ này và đi hết tất cả vòng trong đây, cũng gần 10 cái co trong này. Thì nó trên đây nếu mà cái lượng ga khi sau khi ra khỏi cái lốc và đi từ đằng này nè ha quý vị, đi vô trong cái dàn này thì người ta gọi là dàn nóng. Thì các bạn khi mà cho nó hoạt động mà mở cái bung ra thì chúng ta sẽ rờ cái tay chỗ này nè, chúng ta cảm giác là cái đường ống nó nóng ha. Thì nhà thiết kế nào cũng vậy, cái máy lạnh nào cũng vậy, nó cũng cần có một cái quạt để giải nhiệt. Rồi cái quạt này đây nó giải nhiệt bằng cách là nó quay ha, thuận chiều kim đồng hồ để đẩy gió ra, nó sẽ lấy cái nhiệt độ nóng ở trong cái dàn nóng này hay gọi là dàn ngưng tụ, bắt đầu nó thổi, nó hút cái đằng này nè, nó thổi ra đằng trước ra ngoài môi trường để làm cho cái lượng nhiệt của cái dàn nóng này bắt đầu nó hạ xuống. Rồi đồng thời sau khi nó đi qua nó giải nhiệt và được giải nhiệt bởi cái quạt này đúng không, bắt đầu cái ống nó nằm dưới đây nè các bạn, ống cuối cùng nằm đây, nó đi qua đây, nó đi theo đường này và nó vào cái cọng này. Thì trong nghề mình gọi là cáp, nhưng mà những anh em học viên cũng như trong trường thì gọi này là ống tiết lưu, thì gọi thế nào cũng được, nhưng mà chức năng của nó dùng để làm tăng cái áp suất, tăng cái lượng nén để mà cho cái lượng ga nó bắn xa hơn ha quý vị ha. Đây gọi là ống cáp như thế này và nó đi vào cái van 6, từ cái van 6 đi theo cái đường ống đồng 6 này, nó chạy vòng vô trong cái dàn lạnh này. Thì đây là cái lúc ga bắt đầu bay hơi, nó sẽ có một lượng ga đi hết toàn bộ cái dàn ống này, đi vòng nhìn nó đi qua đi lại nè, các bạn thấy không, rất nhiều co đây, nó đi hết luôn. Thì đồng thời lúc đó cái quạt cục lạnh ở trong này nè quý vị ha, các bạn thấy cái quạt phòng sóc đây không, nó vẫn phải hoạt động luôn, nó vẫn hoạt động, nó đẩy ra ngoài để giúp cho cái lượng ga nó được bay hơi tốt tại ngay cái dàn lạnh này. Thì khi mà nó bay hơi như vậy á, nó được xúc tác tác động bởi một cái phần là quạt nữa, thì giúp cho cái phòng mà chúng ta cần làm lạnh á, cái nhiệt độ bắt đầu từ từ thì dần dần nó hạ xuống và khiến cho chúng ta cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Thì đó là cái chức năng của máy lạnh. Thì khi mà cái ga nó bay vòng vòng ở đây quý vị, nó bay ra vòng vòng đây nè, ở trong cái ống này ha, nó bay hơi, và sau khi nó về tới co cuối cùng như đây nè, bắt đầu nó về, nó đi theo cái đường ống này, đường ống lớn này nè, đó là ống hút, thì nó chạy về đây tới cái van lớn này, gọi là van 10. Bắt đầu khi mà nó vô trong này á, là đi vô cái đường ống 10 này nè, và đi theo cái đường này nó vô riết vô trong cái bầu độc này luôn. Thì cái bầu này á, mục đích của nó thứ nhất là làm giảm cái tốc độ đi của ga, và thứ hai của nó là tránh cái tình trạng va đập thủy lực để mà gây nên cái hiện tượng mà gãy cái lắp tê của cái máy nén này. Thì nhiệm vụ của nó là bầu lọc của cái lốc ha, chức năng của nó là như vậy. Thì tiếp tục sau khi hút về và bắt đầu cái lượng ga nó đã có sẵn trong cái lốc rồi, bắt đầu nén lên, tiếp tục nữa nén, nó đi nữa, nó đi lại cái chu trình như lúc nãy mình vừa chia sẻ với quý vị các bạn. Thì đó là cái chu trình làm việc của một cái máy điều hòa. Thì chương trình làm việc của một cái máy điều hòa này á, là một chương trình làm lạnh khép kín. Đâu gì ha, nó cứ luân chuyển từ cục nóng qua tới cục lạnh thông qua một cái máy nén là thằng này ha, thông qua một cái máy nén là thằng này nè. Đó, vì nhiệm vụ của máy nén là nó giúp cho tăng áp suất vô dàn nóng và từ từ nó sẽ đi qua cáp ha, đi qua van tiết lưu, bắt đầu tới cái dàn lạnh, bắt đầu sẽ bay hơi và đi về. Thì đó là cái chương trình làm việc của cái nguyên lý làm việc của cái máy điều hòa. Rồi, về cái phần điện mình xin phép trình bày như thế này. Đại khái như thế này. Sau khi chúng ta lấy remote mình bấm con mắt ở đây, bấm vô mắt cái chỗ tín hiệu này nè. Đó, cửa sổ đảo mà nó mở ra ha. Thì điện bắt đầu đã có trong đây rồi. Trong cái bo mạch này được nhà thiết kế người ta tạo ra bằng cách là sau khi chúng ta bấm remote và máy nó nhận tín hiệu thì trong vòng khoảng 3 phút nó sẽ cấp một cái nguồn điện ha, trong những cái mạch điện đi xuống đây nè, đi vô trong cái dàn nóng này. Thì nó làm cho cái dàn nóng này bắt đầu có điện. Thì khi có điện rồi bắt đầu nó sẽ hai cọng dây chạy về chung, nó sẽ đây cọng dây chạy và đề ha, ở trên cái capa này cọng dây chạy nó sẽ kích một cái trong cái capa này, nó giúp cho cái máy nén chạy bắt đầu là nó sẽ hoạt động. Và đồng thời các bạn lưu ý là lúc đó là lúc cái quạt dàn nóng này vẫn phải thực hiện nhiệm vụ là quay vòng vòng để chi giải nhiệt cho cái cục nóng nha quý vị ha. Rồi, đại khái là mình đã đi sơ qua cái nguyên lý làm việc dựa trên cái yếu tố là làm lạnh, phần lạnh, thứ hai là phần điện. Rồi, bây giờ mình xin chia sẻ một chút xíu về những cái hiện tượng mà chúng ta thường hay gặp khi mà chúng ta có làm nghề hoặc ra ngoài mình làm, đặc biệt các bạn xin lưu ý nha. Đối với cái máy điều hòa thì khi mà chúng ta gặp một cái hiện tượng cái tiếng kêu lạ hoặc là hiện tượng mà tuyết nó đóng ở trên cái dàn lạnh này ha, tuyết đóng trên dàn lạnh này quý vị. Đó, khi mà chúng ta gặp hiện tượng tuyết đóng trên dàn lạnh á, thì đó là cái hiện tượng. Hoặc là cái trường hợp thứ hai chúng ta gặp nó đóng tuyết ở cái van đầu về, hoặc là cái ống ở cái van nhỏ này, hoặc là cái ống 6 này. Thì đó là một trong những cái hiện tượng giúp cho mình biết đó là hiện tượng bị thiếu ga. Trời mưa quá, để mình để mình đóng cửa nha. Rồi, chúng ta tiếp tục nha các bạn. Thì nếu như mà chúng ta khi mà khách hàng á, thường hay có cái dấu hiệu như thế này. Khách hàng gọi điện thoại cho thợ và khách hàng hay nói là em ơi, hay là anh thợ ơi, tại sao cái máy của tôi nó có hiện tượng kém lạnh quá, không biết có lý do gì hay không. Thì khi mà cái người thợ mình biết ý á, mình tới mình làm, trước khi mình bắt tay vào cái công việc mình bảo trì hay là làm sạch vệ sinh trong cái máy, thì chúng ta cần phải tháo mặt nạ ra để chúng ta biết ha. Và trước khi chúng ta tiến hành mà xịt rửa cho cái máy nó sạch đó, thì mình cần phải test ít nhất là 10 phút nha, 5 đến 10 phút tùy theo kinh nghiệm của mỗi người thôi. Thì sau khi cho chạy và máy nén nó hoạt động, được điện được dẫn từ cái bo mạch này, bắt đầu các bạn nếu mà có phát hiện ở trên một trong những cái co này nó có dấu hiệu là đóng tuyết, hoặc là chúng ta phát hiện là cái đầu đi hay gọi là ống đẩy nè, ống nhỏ là ống 6 nè, cái van này cũng đóng tuyết luôn, thì đó là một trong những dấu hiệu cho chúng ta biết cái máy nó bị xì ga. Còn xì ga ngay chỗ nào thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu luôn. Thì thường các bạn biết á, một cái cục lạnh á, nó thường hay có 2 đến 3 cái vị trí thường xuyên gặp phải khi hiện tượng xì ga xảy ra. Thứ nhất là nó thường hay xì ga ở bởi những cái co ống đồng bên tay trái này nha. Thứ hai là những cái mối nối tán con đầu đực đầu cái ráp với nhau, nó hay bị xì ra. Thứ ba đó chính là những cái van này lâu ngày, các bạn biết không, thế nè, cái cục cái van của máy này là nó có quấn cái lớp cao su non nè, thì rõ ràng cái van này có vấn đề ha. Thì đó là cái hiện tượng 3 điểm mà chúng ta cần lưu ý, nó thường hay xảy ra hiện tượng xì ra. Thì cái hiện tượng xì ra nó cho chúng ta thấy bằng mắt á, là hiện tượng đóng tuyết, thì nó gây nên hiện tượng, nó gây lên cái sự việc là bị kém lạnh và cái máy lạnh nó không hoạt động được một cách tốt để cho khách hàng cảm thấy có thoải mái. Rồi cái hiện tượng thứ hai chúng ta gặp thì có việc mà gặp như thế này nè. Ôi tại sao khi mà khách hàng họ nói chúng ta đó, tại sao cái máy chị vừa mới bảo trì bảo dưỡng đây rồi mà tại sao mới được tuần 2 tuần mà nó lại lạnh, mà lạnh nó có nhưng mà lạnh sao nó yếu quá, lạnh nó không được thoải mái. À, cái vấn đề ở đây ấy, sau khi chúng ta đến kiểm tra mình đo ra đầy đủ hết ha, mà cái lượng ga trong đó vẫn đủ, tìm những cái chỗ xì cũng không thấy đâu. Thế thì tại sao khách hàng lại bảo chúng ta là cái đầu lạnh nó không đạt yêu cầu, nó không được thoải mái? Thì xin thưa các bạn, thì lúc đó chúng ta cần kiểm tra lại, thứ nhất là cục lạnh, về cái vấn đề cái motor quạt nè, cái quạt lồng sóc trong này nè ha, nó có quay tốt không, nó quay mạnh hay không. Nếu như cái quạt lồng sóc này quay yếu hoặc nó không có chịu quay thì tất nhiên nó sẽ xảy ra một hiện tượng là nước đá đó các bạn, nước đá nó sẽ đóng, nước đá đóng dày cộm ở trên này nè, trong những ống đồng này luôn. Và lâu lâu chúng ta sẽ nghe khách hàng phàn nàn về vấn đề mà ủa tại sao nước đá nó văng, nó nghe nó kêu róc róc và nó văng vô trong người người ta luôn, nó văng vô người khách hàng khi sử dụng luôn. Đó, thì khi mà cái quạt lồng sóc này không quay nè, nó sẽ gây nên cái hiện tượng là đóng đá và đóng tuyết ở trên cái dàn lạnh này. Và nó khác biệt với cái hiện tượng mà đầu tiên mình chia sẻ, đó chính là nó khác ở chỗ cái đầu về. Thì lúc đầu khi mà bị thiếu ga thì nó có hiện tượng là đóng tuyết ở cái ống nhỏ là ống đầu đẩy ha. Nhưng khi mà cái hiện tượng mà quạt dàn lạnh không quay thì nó sẽ có hiện tượng đóng đá và đóng tuyết ở cái đầu về, ở ống 10 nha quý vị. Ống 10 là nằm dưới đây, cái van lớn đây, thì nó sẽ đóng tuyết dày ở chỗ này luôn nha quý vị ha. Thì đó là một trong những cái yếu tố nó làm cho cái máy nó trao đổi nhiệt không có tốt, do quạt nó quay yếu hoặc là cái quạt dàn lạnh nó không có chịu quay, nó khiến cho cái máy nó xảy ra cái hiện tượng như vậy. Thì khi mà các bạn chúng ta làm á, có một số bạn cứ nghĩ là do thiếu ga này kia cứ đè và sạc ga cái máy, nó thực sự không đúng. Tại vì nếu mà chúng ta sạc ga quá cỡ, nghĩa là sạc quá nhiều cho một cái máy, rất dễ dẫn đến cái tình trạng là cái lốc nó ban luôn, là nó hư luôn. Còn không thôi mà nhẹ nhẹ thì cái lốc nó chịu không nổi, bắt đầu nó nóng quá, cái thạch mít nó sẽ ngắt, nó bảo vệ cái lốc nha quý vị ha. Thì đó là một trong hai cái trường hợp mà mình chia sẻ với quý vị các bạn khi mình kiểm tra vận hành và cái kinh nghiệm về vấn đề chúng ta nhận biết về cách mà thiếu ga, về cái cách mà thí dụ cái quạt lồng sóc nó hư thì để dẫn đến hiện trạng như thế nào. Thì nếu mà những người mà ta kỹ hoặc là những người ta có kinh nghiệm thì người ta sẽ dùng cái đồng hồ để người ta đo, hoặc là người ta dùng cái kèm theo đó là một cái đồng hồ đo dòng điện, đó chính là ampe kèm, để biết chính xác được là nó thiếu ga hay là không, hay là ngoài cái việc thiếu ga nó còn bị gì khác không. Lúc đó thì chúng ta cần phải kiểm tra. Thì cái video này mình nhằm mục đích là chia sẻ với quý vị các bạn về cái cách nguyên lý vận hành cũng như là làm việc của cái máy lạnh dựa trên hai cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên là yếu tố lạnh, yếu tố thứ hai là yếu tố về điện, để cách vận hành đó là như thế ha. Rồi sẵn đó vừa mới chia sẻ với quý vị các bạn cái dấu hiệu để mình có thể nhận biết được là thiếu ga là như thế nào, bằng cách là không cần phải đo hay là không cần phải dùng ampe hay đồng hồ đo, mà chúng ta nhìn bằng cái dấu hiệu là nhìn bằng con mắt của mình, nó thể hiện cho mình biết những cái dấu hiệu đóng tuyết hay là đóng đá, cho đó mình sẽ biết được nó bị cái gì, từ đó chúng ta có cái hướng xử lý cho cái máy của mình ha quý vị các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video tiếp theo. Hy vọng là cái video này sẽ là kiến thức bổ ích giúp cho tất cả các bạn có nhiều cái kiến thức tốt hơn dành cho những ai đam mê sửa chữa những cái bộ môn sửa chữa máy lạnh và làm máy lạnh này tại nhà. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video tiếp theo. Xin chào.